Con Gragas vừa rồi là một con Gragas cả hai trận đấu mà EDG hay J-Team đều cầm thì đều có sức ảnh hưởng và giành chiến thắng. Và nhưng phía EDG họ ngay lập tức thì họ biết được cái ý đồ của J-Team và họ lựa chọn luôn con Gragas là first pick luôn, và để khiến cho J-Team không có được con bài này thật sự là rất khó chịu đến từ bên phía của EDG. Tôi nghĩ rằng J-Team họ sẽ lấy được con Gragas trong trận thi đấu này, nhưng không, EDG nói rằng tôi sẽ lấy luôn con Gragas là first pick. Wow, như vậy là EDG không quan tâm đến Aatrox mà họ quan tâm đến con Gragas dành cho Langui nhiều hơn. Rõ ràng ván thi đấu thứ hai Langui anh ta thể hiện khá tốt với con bài này, và EDG quyết định nó sẽ là power pick của mình trong ván thi đấu quyết định này, đồng nghĩa việc là họ sẽ nhường lại con Aatrox cho đối phương. Liệu rằng J-Team họ có một lần nữa sẽ sử dụng đến con bài này hay không? Có lẽ câu trả lời là không, khi mà hai sự lựa chọn đầu tiên của J-Team đang hướng đến Jayce cùng với Nautilus. Một cái sai lầm của J-Team ở trong ván thi đấu thứ hai là họ có vẻ như hơi tham vào những sát thương về giai đoạn cuối trận. Họ có cả Aatrox, có cả Zac ở trong đội hình của mình, và cái đội hình của họ rất khó để có thể vận hành với một lúc cả hai hạt carry như thế này, và J-Team đã thất bại trong ván thi đấu thứ hai. Ván này thì có lẽ như họ đang rút kinh nghiệm. EDG họ có tiếp tục một lựa chọn đi tắt đón đầu trước với J-Team với việc lựa chọn Akali. Họ đang muốn đưa ra một lời thách thức dành cho J-Team là anh hãy lựa chọn một vị tướng xạ thủ ở khu vực đường dưới như dạng là con Zeke đi. Nếu anh chọn Zeke thì ngay lập tức tôi sẽ khóa nòng anh với con Akali này. Và bên phía đội tuyển EG họ lựa chọn cho mình đó là con Akali, và tiếp theo đó là một con Senna bị cả hai đội tuyển này lãng quên từ cả hai trận đấu trước. Senna trong trận thi đấu này sẽ xuất hiện, và bên phía đội tuyển J-Team liệu rằng họ có muốn lấy Zeke ở trong kèo thi đấu này không, mà chúng ta cùng chờ xem. Không, họ không muốn lấy Zeke trước. Thay vào đó thì họ lựa chọn cho mình đó là Kha Zeke, đồng nghĩa với việc thì EDG sẽ sử dụng những lượt cấm mình của mình tiếp theo vào những vị tướng này. Chúng ta sẽ còn cho mình đó là con Zeke và đó là cả con Zoe đang có trên sân. Chính xác. Trên đó, sân đấu. Đó là lý do vì sao mà J-Team họ chọn con Kha Zeke trước, chứ không phải là con bài đi đường rộng còn lại. Họ cần thời gian để có thể suy nghĩ xem là bây giờ nên chọn Zeke hay là nên chọn Zoe ở khu vực đường rồng. Đối với Zoe thì sẽ có thêm những cú bóng ngủ, thêm một chút hiệu ứng khống chế, còn đối với Zeke thì sẽ chỉ là thuần sát thương mà thôi. Và nhất là con Zeke sẽ bị đe dọa rất là nhiều bởi con Akali bên phía bên kia, đúng như lời anh Vũ nói. Và ngoài ra thì con Akali nằm trong đội hình của EDG trong ván thi đấu này cũng là một sự lựa chọn đi tắt đón đầu để khiến cho J-Team sẽ phải rén khi mà họ, nếu như họ có ý đồ muốn chơi con Aatrox ở trong ván này. Bởi vì con Aatrox cái khả năng mạnh nhất của nó chính là khả năng hồi máu bên cạnh khả năng càng lướt của con bài này, thì Akali với khả năng sốc sát thương của mình cũng là một con bài có thể giết được Aatrox chỉ trong một nhịp combo. Và EDG với chỉ một con Akali được chọn là sự lựa chọn thứ hai thôi đã khiến cho J-Team khá lúng túng trong sự lựa chọn đi rừng cũng như sự lựa chọn đường dưới của mình. Sự lựa chọn đi rừng của J-Team thì đã có là Kha Zeke rồi, và thời điểm hiện tại thì nếu như bên phía của EDG cấm đi con Zoe thì bắt buộc J-Team sẽ phải chọn Zeke, và ngược lại nếu như họ cấm Zeke thì bắt buộc J-Team sẽ phải chọn Zoe. Thật ra là bên phía đội tuyển EDG họ đang khá là thoải mái trong việc là họ thả luôn cả hai con tướng này luôn, bởi vì có lẽ rằng họ đang không quan tâm lắm vào khả năng đánh carry đường dưới của Pan. Thay vào đó thì họ đang lựa chọn những chất tướng mà dành cho Dor 128 là nhiều hơn, và ngay lập tức họ cấm đi cho mình đó là cả Garen và đó là Rayton. Có vẻ như lựa chọn của bên phía đội tuyển EDG là họ đang muốn cấm tất cả những vị tướng kèo ở khu vực đường trên. Và bên phía đội tuyển J-Team họ phải chuyển hướng trước vào vị trí của Wukong và sẽ suy nghĩ về việc lấy Zeke hay là Zoe trong trận thi đấu này. Nhưng khả năng rất là cao thì con Zeke vẫn sẽ là một vị tướng mà nó kết hợp với đội hình này nó là đẹp hơn. EDG thì bây giờ họ sẽ sử dụng vị tướng nào để carry đánh cùng với Senna đây, chúng ta cùng chờ xem. Đầu tiên họ lấy cho mình đó là một con Xin Zhao với khả năng không. Nó tôi nghĩ là Xin Zhao đẹp hơn, bởi vì trận thi đấu này bên phía đội tuyển J-Team họ đang đánh giao tranh tổng rất là mạnh, thì một cái bán người thương có thể đẩy lui tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển J-Team đi. Nhưng lựa chọn của bên lựa chọn này hơi có hơi tham không? Không thể là Zoe được, mà nó đang suy nghĩ à? Tôi nghĩ là không có gì phải suy nghĩ đâu. Nó sẽ cái là động thái nhá hàng con Zoe có lẽ đó là cái động thái ở bên phía của EDG. Tôi nghĩ là họ cũng muốn lấy thật á, tức là họ muốn ép cho J-Team phải lấy con Zeke. Tuy nhiên J-Team quyết định của họ là họ sẽ không đi theo cái chiến thuật mà đối phương đã bày sẵn cho họ, đối phương dẫn dắt họ, mà quyết định của J-Team đó sẽ là quân bài đã thất truyền từ khá là lâu rồi. Đó sẽ đúng là con vậy. Vex, con Vex ở khu vực đường dưới. Đây vẫn là sự lựa chọn tốt về mặt cấu rỉa, nhưng rõ ràng là xét về khả năng dồn sát thương, đặc biệt là giai đoạn cuối trận, thì Vex sẽ không thể nào so sánh được với Zeke với những tình huống siêu bom địa ngục cùng với bom nảy của mình. Nhưng cái khả năng gây khó chịu của Vex cũng là có. Nên nhớ là Vex có khả năng kích hoạt được cái nội tài hoảng sợ của mình mỗi 13 giây. Điều đó là rất thường xuyên. Nói cách khác là cái hiệu ứng khống chế ở trong đội hình của J-Team ở trong ván thi đấu này sẽ được bổ sung rất tốt đến từ vị trí của con bài Vex của họ khu vực đường rồng.
Ông ý. Thật ra cái con Vech này ý, nó đã từng là một trong những vị tướng mà là bài tẩy ở khu vực đường dưới khi mà cái meta mà pháp sư đường rồng nó nổi lên khá là nhiều, thì đã có từng một số đội tuyển họ vẫn lựa chọn con tướng này. Cái điểm con tướng này nó có khả năng gây sát thương là tốt này, khả năng gây khống chế với cái hoảng sợ cũng là rất là tuyệt vời. Nhưng mà yếu điểm duy nhất của con Vech này là khả năng bạn lao vào giao tranh mà các thành viên của bên phía của đội tuyển đồng minh ấy, của đồng minh của mình ấy, họ không thể nào mà bắt kịp được con Vech này mà thôi. Sử dụng cái bóng đen đoạt mệnh nó vào quá nhanh, nó có thể dẫn đến là một mũi dao hai lưỡi. Khi mà các thành viên của bên phía đội tuyển EZ họ đã chuẩn bị sẵn cho một tình huống bắt vào vị trí của Vech, thì nếu như Vech vào quá sớm ấy, các thành viên của bên phía đội tuyển JT họ không theo được thì hoàn toàn khiến cho con Vech này nó sẽ bị cô lập và nó sẽ bị nằm xuống ngay lập tức. Cho nên rằng đây là một vị tướng nó hơi theo thiên hướng kiểu không an toàn khi bạn đánh pháp sư đường rồng. Các pháp sư đường rồng thì cần những vị tướng mà có khả năng duy trì sát thương và cấu diệt từ tầm xa nhiều hơn. Nhưng lần này nó sẽ là một bài tẩy được đưa đến từ vị trí của Pan, một cú cắm mắt được đưa ra, nhưng Langui anh ta quyết định không tiến công vào trong trận thi đấu vừa rồi. Và chúng ta cùng chờ xem con Pan này dành cho vị trí, con Vech nằm trong vị trí của Pan trong trận thi đấu này, nó có cho ta được thấy một sự áp đảo hay một cái bài tẩy nào đây hay không. Rồi, ui, tình huống luôn mình đã nội tải đến từ đi ngoài ngay lập tức là Lon bị bất ngờ và anh ta bị cấu mất 2/3 lượng máu, và Lon cũng đã phải tung ra tốc biến trong tình huống thi đấu vừa rồi để hy vọng giữ mạng. Trong khi đó khu vực đường giữa thì đang là những cú chọc rất đau của Yu. Tuy nhiên nếu như Yu anh ta chỉ dừng lại những cú chọc thôi thì rất dễ dàng để cho đội 28 có thể hồi lại cái lượng máu của mình. Một lần nữa thì J-Team họ lại để cho đội 28 sẽ ra khu vực đường giữa. Trong khi đó thì họ luân chuyển người đi đường giữa của họ chính là Yeezy khu vực trên đối đầu với lại Akali. Đồng ý. Pha thi đấu vừa rồi là cái kèo mà Yasuo với ở Yone, nhưng đây là một pha thi đấu chúng ta nhìn thấy đánh solo. Yeezy bây giờ mới bật cho mình đó là một cái lá chắn lên, và đó vẫn sẽ là một trao đổi gọi là ngang fail đến từ hai thành viên này. Cả hai thành viên thì đều chưa bắt cho mình đó là cái tốc biến, nhưng bây giờ DY đến thì đương tự là như vậy. Erlon cũng đã xuất hiện và nó sẽ là một pha trao đổi chết hit 1-1 rất hấp dẫn đến từ hai người chơi này mà thôi. Và trong khi đó thì chúng ta nhìn ở khu vực đường chê ở đường giữa ấy, thì Jiu pha thi đấu trước đó anh ta muốn lấy lợi thế máu dành cho vị trí của mình khi mà anh ta đã bật cho mình luôn một cái lá chắn lên. Thì bây giờ hình như anh ta đã mất đi cho mình lá chắn đến từ Yasuo rồi. Còn trong khi đó thì vừa rồi thì một pha thi đấu mà chúng ta cũng thấy được rằng con Wukong cũng đã sử dụng cái thiêu đốt lên người đến từ anh chàng này rồi. Chúng ta đã thấy được những pha thi đấu mà cởi mở rất lớn đến từ các đội tuyển ngay từ những giây phút đầu tiên của trận thi đấu này. Và đây là một pha thi đấu mà 0711 đang muốn gây áp lực ngược lên, anh ta bỏ quay lính. Dạo gần đây chúng ta thấy được rằng lối đi rừng của J-Team thì hai ván rồi, thì anh ta liên tục đó là bỏ quay lính 6 bãi và ra hỗ trợ cho những người đồng đội của mình là nhiều hơn. Và thay vào đó sau đó anh ta sẽ ăn con cua và quay trở lại với bãi bùa đỏ và bãi đá. Đây là một lối đi rừng khá là mới dành cho vị trí của anh chàng này ở trong hai trận thi đấu gần đây. Trong khi đó thì Sindu đang kiểm soát cua dưới, và tình huống cua dưới chắc của Sindu thì đã bị thấy bởi các thành viên của bên phía J-Team rồi. Và cái hướng găng của Sindu xuống khu vực đường dưới thì chắc chắn là Pan cũng sẽ đọc được điều này. Đến đây thì tôi cảm thấy là cái sự lựa chọn con Vex này cũng khá là sáng suốt, khi mà thấy đối phương lộ ra con Vi đi rừng chứ không phải là một con Xizao. Hay nói cách khác là cái đội hình của EDG họ đang đầu tư rất nhiều về khả năng tấn công bắt đơn mục tiêu ở trong ván thi đấu này, thì họ chọn con Vex. Với cái nội tại hoảng sợ của mình thì con Vex có khả năng giải tán đám đông cũng như là counter lại những tình huống bắt chết mục tiêu của level. EDG là khá tốt. Ui, một pha thi đấu mà Sinh Đu anh ta rất chờ cho Đo có một pha sử dụng cân đổ vân lên. Đây có thể là một tình huống như vậy, nhưng đó là một pha thi đấu mà DY và Đo cực kỳ tỉnh nha. Anh ta không có mắt ở trong tình huống đó, nhưng họ cũng không muốn tiến công bởi vì họ biết rằng họ đang thua level so với vị trí của Yu. Và bây giờ thì Đo mới lên cho mình đó là level 5, một pha quyết định không lao lên với cái cân đổ vong thật sự là rất sáng suốt đến từ vị trí của Wukong. Có trong cái đó, wow, gì ấy, JG một pha cầu cẩu mà nửa cây luôn cơ. DY đang đến từ phía sau với tốc độ băng giờ rất nhanh rồi, và tiếp tục là một cú cầu sớm chính xác của JG nữa. Sau đó DY băng vào với thủy lôi tầm diệt. Giang vẫn có cái bom khói để cho anh ta có thể cò quay, không ai có khả năng phát hiện tàng hình cả. Bây giờ Sindu đến, nhưng có vẻ Sindu hơi đơn độc. Anh ta vẫn quyết định tung ra một tình huống tạo xung hữu độc của mình, sau đó là trăng trối của Yasuo nằm đầy đủ, nhưng không hạ gục được ai cả. Đi quay trở ngược lại với cú máu phóng mổ nèo, sau đó là một cú đánh nội tại, và J-Team mới là đội tuyển có được mạng hạ gục trong tình huống thi đấu này. Ôi, pha thi đấu đấy là một pha thi đấu mà mặc dù Jiu cũng đã đến, nhưng mà không phải một tiếp ứng với những người đồng đội của mình là rất nhanh. Và đó sẽ là chiến công đầu dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển J-Team. Và trong cái đó thì Pan đang rất thoải mái khi mà phải thi đấu với một Langui ở khu vực đường dưới thế này. Và chúng ta cùng xem lại pha replay này. Đây là một pha thi đấu mà ngay lập tức thiêu đốt cái bom khói, nó thật sự là rất là kịp thời. Nhưng mà không, chúng ta nhìn thấy một cái hiệu ứng là đã bị phát hiện, nhưng tại sao trong pha thi đấu đó Đo lại không dùng lốc xoáy luôn nhở? Còn đây là một pha thi đấu mà sử dụng combo chăn chối kết hợp với tả sông hữu đột, nhưng mà 0711 cũng như là DY cũng pha móc cực kỳ chuẩn xác. Mặc dù đã có chiêu cuối đến từ vị trí của Erlon rồi, nhưng nó không thể đủ để cho vị trí của Sinh Đu anh ta có thể sống ở trong tình huống vừa rồi. Và đó là một mạng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển J-Team ở trong tình huống đó, sau một pha giao tranh mà bên phía đội tuyển J-Team là đội tuyển chủ động hơn và họ thành công lấy được một mạng đầu tiên ở trận thi đấu này.
Bởi vì trong pha thi đấu vừa rồi thì bên phía của EDG họ thiếu sát thương đến từ Sang. Sang anh ta bị out giao tranh từ khá là sớm, anh ta bị focus bởi các thành viên bên phía của J-Team. Và chỉ hai người thôi, chỉ Sindu rồi thêm cả Yu nữa là không đủ. Và đây là cái điểm yếu nhất ở trong đội hình của EDG mà họ chọn trong cái ván thi đấu này. Tức là họ chọn một cái đội hình mà họ bắt buộc sẽ phải sử dụng cái bộ combo của mình gồm tả xung hữu đột, sau đó là trăng trối. Và sau đó là những cú cắt đến từ Sang bắt buộc họ sẽ phải hạ gục được một mục tiêu bên phía đối thủ thật sự là nhanh. Và nếu như họ không thành công hạ gục được bất cứ ai trong đội hình của J-Team thì cái hệ quả theo sau nó sẽ là cái kết quả ở trong pha giao tranh vừa rồi. Tức là J-Team có thể quay trở ngược lại giao tranh và có thể counter phản giao tranh ngược trở lại dành cho đội hình của EDG. Cái đội hình này có Jayce, có Kha'Zix và có cả Vex, hơi nhiều máu mỏng. Và đầu món đồ đầu tiên của Yu anh ta lên lại là cái tam hợp kiếm mà. Tam hợp kiếm nếu không nhầm nhá, thì cái món đồ này hình như không còn chí mạng nữa. Nhưng đây là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng đang muốn gây áp lực đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển J-Team. Đò lao vào, chiêu cuối được tung ra. Và Pan cũng có một pha thi đấu sử dụng cái bóng đen đoạt mệnh là chính xác nhưng không muốn lao vào. Bây giờ đánh ngược lại, một pha thi đấu mà chắc chắn sẽ phải bỏ lại một người đầu tiên của bên phía đội tuyển. Đó là J-Team, đó là Wukong. Một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng khi mà Pan tung ra cho mình một cú bóng đêm đoạt mệnh như vậy nhưng mà chắc chắn là anh ta không thể dám lao vào được. Ở thời điểm hiện tại thì khi anh ta lao vào với cái bóng đêm đoạt mệnh thì anh ta không thể dùng một combo để có thể gây áp lực lên tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển EDG đâu. Anh ta cần đồ. Và pha thi đấu đó là pha thi đấu mà bên phía đội tuyển EDG họ vẫn thành công lấy được một con sứ giả khen đất và họ còn có thêm được một mạng của các thành viên của bên phía đội tuyển J-Team nữa. Đó là lời. Và một lần nữa trong pha thi đấu vừa rồi chúng ta sẽ cùng được xem lại Lagui anh ta lại tiếp tục tỏa sáng với con Ragas của mình. Khi cả hai bên va vào nhau thì Langu anh ta có một cú thụt đủ đổ và nó khiến cho cái thế tấn công và cái việc mà bên phía của J-Team có thể dễ dàng tập trung cái đội hình của mình lại xung quanh mục tiêu lớn là gần như không thể nữa. Và sau đó thì một mình Langu anh ta sử dụng cái lăng bụng của mình và cả thân mình để có thể cản bước tiến bên phía đối phương, tạo điều kiện rất thuận lợi để cho Sindu có thể đem về được mục tiêu lớn. Và sau khi mà bên phía của EDG có được mục tiêu lớn thì cái khoảng thời gian đó cũng rất vừa vặn để cho họ có thể quay ngược trở lại giao tranh. Langui vẫn đang làm rất tốt vai trò hỗ trợ của mình, mặc dù đây chỉ là ván thi đấu thứ hai mà anh ta được vào sân thi đấu ở trong màu áo của EDG mà thôi. Đây sẽ là sức ép ngược lại của EDG xuống khu vực đường dưới. Chỉ có một mình Dom 128, tạm thời chỉ có một mình anh ta. Sứ giả khai nước lại được thả, nhưng bây giờ EDG sẽ phải lùi rất nhanh khi mà đội hình của phía J-Team đang đến 4 người. Thủy lôi tâm nhiệt được găm vào đầu của Sindu. Sindu bị hất tung lên, sau đó là những cú cào đến từ Kha'Zix. Và Sindu bốc hơi rất nhanh. Và sau đó thì đội hình của J-Team có thể lùi về và giải quyết con sứ giả khai nước này. Trụ vẫn là con dành cho họ. Rồi, pha thi đấu trước đó, pha thi đấu mà tôi đã nhìn lại được rằng đó là một pha thi đấu mà tường gió rất tốt đến từ vị trí của Yu để có thể chặn được chiêu cuối đến từ vị trí của Vex rồi. Nhưng đây là pha tốc biến rất tốt. Cái bóng đêm đoạt mệnh này thì trượt kiểu gì đây? Và đó là một pha thi đấu mà dồn combo là rất nhanh và tiếp tục là điểm nhấn đến từ vị trí của DY. Bóng đêm đoạt mệnh tiếp theo đến từ vị trí của Pan thì nó lại không trúng nữa rồi. Còn trong cái đầu ở đây, Langui anh ta solo thắng được JG à? Tốc biến đến từ vị trí của JG để đào thoát về. Và đó là một pha thi đấu mà có thể JG anh ta bán máu để lấy được cái trụ ở trong tình huống vừa rồi. Ở khu vực đường trên thì Xiao Trang anh ta cũng đã có được cho mình một cái trụ rồi, nhưng rõ ràng là các thành viên của J-Team thì họ đã phòng thủ thành công, lấy được trụ 1, đó là rất tốt đến từ các thành viên của J-Team và tiếp tục đưa cái lợi thế về tiền lên được con số là 1.700 tiền. Một pha giao tranh nó thành công xuất phát từ việc đó là Vi cũng như là Jasu anh ta hơi tham để dướn vào cái trụ đầu tiên của trận thi đấu đó, anh ta không lấy được trụ đầu và thậm chí còn bị đánh ngược lại sau một pha sử dụng đó là các chiêu thức là tuyệt vời, một pha tốc biến sử dụng lốc xoáy lên đến từ vị trí của Wukong và sau đó là liên tục dồn sát thương với những cú lốc xoáy và chiêu cuối đến từ vị trí của Vex. Tiếp tục là lợi thế ở tất cả các mặt trận. Hiện tại thì chỉ có duy nhất EDG Akali nằm trong tay của EDG thì họ đang bằng tiền với việc là anh ta lấy được nguyên một cái trụ, còn trong khi đó thì họ đang thua tiền ở tất cả các mặt trận rồi. Tuy nhiên thì cái việc một con Akali được săn sao ở trong trận thi đấu này đây vẫn sẽ là một niềm hy vọng rất lớn dành cho EDG, bởi chừng nào mà Akali nằm trong tay của Sang vẫn còn săn thì chừng đó Pan sẽ vẫn rất rén để có thể đánh giao tranh chung với những người đồng đội của mình, thậm chí là những chất tướng khác ở trong đội hình của J-Team cũng là như thế. Do đó là J-Team cái mục tiêu của họ ở trong ván thi đấu này, cái mục tiêu tối thượng ở thời điểm này là bây giờ sẽ phải làm cách nào để có thể bắt chết được vị trí của Sang ít nhất là một lần và khiến cho Sang lên bảng điểm số, và anh ta sẽ mất rất nhiều giây điểm số để có thể có mặt ở trên bản đồ để có thể farm thêm những lượng tài nguyên để có thể lớn với con Akali này. Từ đây đến giờ thì J-Team họ chưa thành công bất kỳ một lần nào để có thể làm được điều đó cả, mặc dù cũng đã không ít lần họ tổ chức tấn công lên khu vực đường trên của sàn. Bây giờ là phút thứ 8 thì hiện tại thì DY chắc mới chỉ hoàn thành được cho mình đó là cái khiên cổ vật mắc số với cả cái giáp máu thôi. DY cần phải lên nhanh chóng món đồ thứ hai là cái tấm chắn bình minh để có thể tìm thấy vị trí của Akali trong những cái bom khói.
Và đây là 071, anh ta vừa sử dụng một hạt soi sáng phát hiện được vị trí của Yu và Erlo đang có mặt ở đây. Pan cũng đã sẵn sàng với một chiêu cuối và đang một pha thi đấu mà họ đang kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn ở khu vực xứ giả khe đất và đang muốn mở một pha giao tranh. Đội hình của bên phía đội tuyển JD, thật ra là bên phía đội tuyển EDG là người mở trước. Tường gió đã tung ra, 0711 là đối tượng bị lao vào nhưng anh ta chưa phải nằm xuống. Và bây giờ Vách đã có mạng sau một pha thi đấu sử dụng bóng đêm đoạt mệnh là thành công. Một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển EDG đánh rất chớp nhoáng, họ muốn bắt vào vị trí của 0711 nhưng họ không thành công làm được điều đó. Một pha bóng đêm đoạt mệnh tiếp tục là trượt đến từ vị trí của Pan, nhưng bây giờ 0711 đã quay trở lại với lượng máu là đầy đủ rồi. Bên phía đội tuyển EDG hết công cụ mở là chắc chắn, họ đã có một pha thi đấu mà dồn tất cả mọi thứ vào vị trí của Khazik nhưng họ đã không thành công. 0711 anh ta vẫn thoát về được và đó là một pha thi đấu mà EDG họ hoàn toàn thất bại trong việc mở sớm. Chúng ta cùng nhìn pha thi đấu này. Đó là hai combo cả Gragas và vị trí của V nhưng vẫn không lấy được mạng của 0711 trong tình huống đó. Và trong khi đó thì các thành viên của bên phía đội tuyển JT thì đơn giản thôi, họ quay co cụm lại nhau. Đây là pha thi đấu của cả bốn người đứng cạnh nhau và bên phía của Akali nằm trong xẻo trang, anh ta cũng không thể nào mà lao vào được khi mà Gamfi tiêu chúng. Một tình huống thi đấu quá hay đến từ hai trời hỗ trợ. Tuy nhiên trong tình huống thi đấu vừa rồi thì DY là người làm được tốt hơn. Và anh ta sử dụng cái chiêu cuối của mình bắt được đúng cái nhịp mà Shindu bắt đầu lao vào. Ở trong ván thi đấu này Shindu anh ta phải cầm một con Vi. Và với chất tướng Vi như thế này rất khó để cho anh ta có thể giấu sai và có thể đứng sau lưng những người đồng đội của mình. Bởi vì mà cái thứ vũ khí quan trọng nhất của anh ta đó là cái tả xương hữu đột. Thì anh ta cần sẽ phải tham minh cái thứ vũ khí này cùng nhịp với những người đồng đội của mình. Đó là lý do vì sao từ nãy đến giờ Shindu liên tiếp trực mục tiêu. Bây giờ là con rồng nước và đợt lính khu vực giữa đang được Yeji đẩy là khá cao, bắt buộc Sang, người đang có sát thương lớn nhất ở trong đội hình của EDG, phải lùi về để có thể phòng thủ. Đây sẽ là cơ hội để cho J-Team có thể đánh phủ đầu với đối thủ, nhưng Langui vẫn đang có được sự chống chịu của mình ở đây. Một cái bàn chưa khó chịu quá từ Vex, không cấu được quá nhiều máu của đối phương, nhưng DY lượng máu mất đi của anh ta là rất nhiều. Anh ta đã kẹt lại ở trong hang rồng, có lẽ là DY đang muốn câu chiêu, nhưng phía của J-Team hoàn toàn bỏ qua anh ta. Sau đó các bạn, EDG hoàn toàn bỏ qua anh ta và giao tranh đang bắt đầu nổ ra. Yasuo trằn trọc chỉ được một người mà thôi. Và Shindu tiếp tục phải một lần nữa lên bàn đếm số. Giao tranh tiếp tục thuộc về cho bên phía của JT và họ không mất ai cả. Bên phía đội tuyển EDG họ quyết định là bán báu để lấy được con rồng ở trong tình huống đó. Họ thành công, họ lấy được con rồng. Tuy nhiên thì một câu chuyện là bây giờ chúng ta tại ủi con sứ giả khen đất thả từ nãy đến giờ nó phải làm được, đó là trụ rưỡi rồi. Và các thành viên của bên phía đội tuyển JT ở trong trận thi đấu này thì họ đang đánh một cái đội hình mà không có tướng đẩy nha. Hơi khó dành cho họ. Và bắt đầu cái gai nó được nâng cấp. Thứ nhất là cái gai của con Khazik này nó sẽ phát hiện được những cú tàng hình nằm trong bom khói của xẻo trang. Và DY thì cũng sắp sửa chuẩn bị lên cho mình món đồ thứ hai là tấm chắn bình minh, thì khả năng vào đến từ con Akali này nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Và tôi nhìn cái bộ item mà Sinh Tu anh ta lên với cái món đồ thứ hai là cái móng vuốt Terak thì thật ra tôi không thích lắm. Chúng ta cùng nhìn pha thi đấu này. Đây là pha thi đấu cái xương mờ nó giấu khá tốt các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. DY anh ta hơi cuống, anh ta ngay lập tức phải tung ra một cú chiêu cuối rồi. Nhưng sau đó thì một cái thùng rượu nổ là rất tốt. Đây là một cú rượu nổ thật sự là rất tốt. Và đặc biệt là Sinh Tu anh ta cũng đánh rất hay nữa. Anh ta lao chủ động lao vào vị trí của Pan để cho Pan anh ta không được sử dụng combo vào. Nhưng mà đơn giản là các thành viên của bên phía đội tuyển EDG họ đang yếu hơn và họ thua trong tình huống này. Nhưng đây là pha thi đấu mà găm chúng không dám vào luôn. Không dám vào, rõ ràng rồi. Bởi vì DY luôn luôn sẵn sàng đứng bên cạnh người đồng đội trúng phi tiêu của mình và sẵn sàng cái mỏ neo trên tay để có thể tung ra một cú đánh nội tại. Ở trong pha thi đấu hang rồng vừa rồi thì chúng ta thấy cái sự tỉnh táo của DY. Mặc dù anh ta là người kẹt lại trong hang rồng, tuy nhiên tôi nghĩ đó là tình huống mà DY anh ta chọn góc đứng có tính toán. Anh ta muốn đứng ở cái vị trí đó để đối phương dồn sát thương vào anh ta. Và lúc mà đối phương dồn sát thương vào anh ta thì đối phương cũng sẽ dồn hết vào trong hang rồng. Và đó sẽ là cơ hội để cho bên phía của J-Team bắt đầu ập vào đánh. Nhưng bên phía của EDG họ cũng rất tỉnh táo trong tình huống thi đấu vừa rồi. Họ hoàn toàn bỏ qua DY và họ dồn sát thương vào hàng sau bên phía đối phương. Nhưng rõ ràng là với cái đội hình dồn sát thương đơn mục tiêu khi phải thi đấu với đội hình với khá nhiều chất tướng mang sát thương diện rộng như là J-Team ở trong ván thi đấu này, thì trong một pha giao tranh 5v5, nếu như tất cả các thành viên của J-Team đều làm tốt thì bên phía của EDG rất khó để có thể thắng giao tranh. Rồi, và chúng ta cùng chờ xem đây là một tình huống mà các thành viên của EDG họ muốn dồn vào vị trí của Pan. Một cái đồng hồ ngắt ngay lập tức chiêu cuối đến từ vị trí của Shindu. Và bây giờ bóng đấy, ui cái bóng đấy đoạt mệnh đến từ vị trí của Vách, nó không trúng. Chiêu cuối được tung ra và bây giờ xẻo trang anh ta bắt đầu lao vào tốc biến lốc xoáy đến từ vị trí của Hu Công. Đồng hồ cát đến từ vị trí của Hu Công, một người phải nằm xuống. Lăn bục 4 đến từ vị trí của Langui, nhưng bây giờ sát thương các thành viên của bên phía đội tuyển đó là EDG không còn nữa rồi. Còn trong khi đó thì Pan và đó là cả 0711 còn nguyên, và thậm chí đó là cả Jay và double kill đến từ vị trí của Jay trong tình huống vừa rồi. Một pha thi đấu các thành viên của EDG tiếp tục là chủ động, nhưng cái lượng tiền chênh lệch là quá lớn khiến cho bên phía của đội tuyển EDG họ không thể nào thắng được trong một pha giao tranh. Chúng ta nhìn họ đã chủ động đến như thế nào với Sinh Tù,
Nhưng chúng ta nhìn thấy một cái đồng hồ cát đến từ vị trí của Pan đã ngắt mọi thứ, và sau đó thì họ có được mạng trước đến từ vị trí của Wukong. Nhưng sát thương của 0711 và JG là quá nhiều, nhưng việc ăn con Baron này có phải là hơi liều lĩnh không? Lao vào tốc biến sử dụng nỗi buồn sau ta đến từ vị trí của Vách. Vách vẫn đang cố gắng làm mềm vị trí của Sinh Đu, và các thành viên của bên phía đội tuyển JG họ vẫn đang rất cố gắng lấy được con Baron này. Chắc phải bỏ lại vị trí của đó là Pan rồi, một người nằm xuống đó là vị trí của Pan. Họ ăn được con Baron, nhưng bây giờ họ về được mấy người? Thậm chí họ không về, họ lao vào họ đánh 0711 có mạng. Tốc biến ui lao vào dính một cú lôi phạt thành công đến từ vị trí của đó là JG. Nhưng Sinh Đu anh ta có một pha outplay là rất tốt để có thể gỡ gạc lại về điểm hạ gục, và đó là một mạng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. Tuy nhiên thì các thành viên của J Team họ có cho mình đó là 4 bùa lợi Baron trong tình huống này. 3 thì đúng hơn. Chỉ 3 thôi. Tình huống 3 thôi. Hơi tham của 0711 và anh ta trở thành một cái mạng bị hạ gục ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Nếu như bên phía của J Team họ giữ được 4 bùa lợi Baron thì sẽ là tốt hơn. Vừa rồi một tình huống tấn công của Sang khu vực dưới vào vị trí của Dawn 128. Nhưng đến thời điểm này thì cái sự cứng cáp của Dawn 128 nó đã được thể hiện rồi. Và Sang sẽ không thể nào quá dễ dàng để có thể dứt điểm một chất tướng như là con ngộ không nằm tay của Dawn 128 được nữa. Và trong cái tình huống thi đấu vừa rồi thì rõ ràng là bên phía của EDG, sau khi mà Sinh Đu anh ta mất cái chiêu cuối của anh ta bị outplay bởi cái đồng hồ cát bên phía đối phương, thì anh ta ao giao tranh hoàn toàn, anh ta phải giữ mạng. Bởi lúc đó là lúc có mục tiêu lớn, lúc đó có Baron. Và cái việc mà bên phía của EDG thiếu sát thương đến từ Sinh Đu thì họ không đủ sức để dứt điểm. Trời ơi, tiếp tục là một tình huống lao vào của Sinh Đu bị về ngay, về ngay các của Pan dính ràng buộc, anh ta sẽ chậm lại một nhịp, nhưng đi ngoài vẫn đang rất lực ở đây. Sau lưng anh ta có đến 3 người đồng đội, cú phóng bộ đèo trúng vào người của Lagui, bóng đen đặt mình trúng vào người của Lagui, sau đó lao vào từ vị trí của Pan, và tiếp tục là pha thi đấu thành công nữa của J Team. Họ thành công hạ gục hỗ trợ của bên phía đối phương, và nên nhớ là Lagui là một trong những người mang sát thương diện rộng ở trong đội hình của EDG và đóng góp rất quan trọng trong khâu phòng thủ của họ. Bây giờ không còn lăn vui nữa, không còn những thùng rượu nổ, không còn những lăn thùng rượu, thì lấy gì để cho EDG có thể phòng thủ đây? 0711 cùng với JG tiếp tục đang càng quấy ở khu vực đường trên, trong khi đó ba người còn lại đã lấy xong trụ ở khu vực đường giữa. Sang vẫn có một tình huống bật bồng khói để gây áp lực khiến cho đội hình của JG Team phải lui, nhưng tiếp tục là một cú thủy lôi tâm nhiệt vào thẳng hai người của đối phương đang phòng thủ ở trong thềm trụ, hất tung hai người này. Tiếp tục là phóng mỏ đèo thôi rồi, Đo 128 bay vào lốc xoáy, áp lực là quá nhiều đến từ đội hình của JG Team, và hai trụ siêu cấp đã có dành cho họ. Một cái điểm trừ của đội hình của EDG là đây là một đội hình họ chỉ có Senna, và câu chuyện là họ đẩy lính rất là chậm. Đó là một pha thi đấu cực kỳ áp lực đến từ bên phía đội tuyển J Team để có thể lấy được cho mình hai cái trụ nhà chính, hai cái trụ siêu cấp, và họ đã thành công làm được điều đó. EDG họ đang muốn làm rất nhanh đó là Rush con rồng này, nhưng thật sự là có nhanh hay không? 0711 đã đến, Sinh Tu đã bị phát hiện ra, đi ngoài đã đến, móc bỏ đeo trúng vào vị trí của Vi. Họ vẫn đang chờ thời, hết nhảy rồi, và đó là một pha thi đấu mà họ sẽ bỏ con rồng này, nhưng họ sẽ lấy tất cả các mạng đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. Chiêu cuối trượt đến từ vị trí của Pan, lao vào sát thương là rất nhiều, DY đang bị cô lập, nhưng đó là một pha thi đấu mà chúng ta nhìn thấy các thành viên của bên phía đội tuyển EDG rất yếu máu rồi. Pan vẫn đang có thể xả sát thương ở đây, đang cô lập nhau về với sử dụng cái bàn xương đến từ vị trí của Senna. Về được mấy người ở đây, đồng hồ cát đã được tung ra đến từ vị trí của Jill, và có lẽ đây sẽ là kết thúc rồi. Nhưng đó là một pha thiên thạch rất nhiều sát thương đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển EDG, lao vào đến từ vị trí của Sang với con bài Akali này. Họ lấy được một chiêu cuối được tung ra đến từ vị trí của Jill, và có thể họ sẽ thắng trong pha giao tranh này. Đang cố gắng về đó là vị trí của DY, lướt đến với những pha lướt gió của mình, và Jill sẽ có mạng trong tình huống rồi. Tường gió được chặn đến từ vị trí của Jill, và anh ta không nằm xuống khi mà bị dính tất phát đánh. Nhưng bây giờ trụ nhà chính đang bị đánh là rất đau, hai pha trụ nhà chính, như các thành viên của bên phía đội EDG họ sẽ về được thôi. Một tình huống mà các thành viên của EDG họ bảo bọc nhau về và họ đánh là rất tốt. Các thành viên của bên phía đội tuyển đó là bên phía J Team họ bị chia sát thương ra quá nhiều người, và đặc biệt hơn là cái chiêu cuối đến từ vị trí Vách nó trượt ở trong tình huống đó. Một pha thi đấu sử dụng đó là chiêu cuối bị xuyên khe đến từ vị trí của Pan, và tự nhiên EDG họ đang có cơ hội như mở cờ để có thể lấy được con Baron này. Cần phải rất tỉnh táo đến từ vị trí của J Team, đặc biệt đó là 0711 ăn đang là rất nhanh, không có mắt, sử dụng cho mình đó là gai hư không để trách mắt đến từ vị trí của J Team. Và bây giờ đo đến cắm mắt lao vào lốc xoáy được tung ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều dịch chuyển đã có mặt ở đây thôi. Chiêu cuối đến từ vị trí của Gragas, lao vào trừng phạt thành công hay không? Trừng phạt thành công, và 0711 anh ta về được ở trong tình huống này. Pan bây giờ đến, họ chấp nhận mất đi một người, đó là vị trí của Wukong, nhưng họ bảo toàn được con Barret này. Một pha cướp trên mướp dàn mướp đến từ vị trí của 0711, và có lẽ đến đây sẽ là hết. Bùa lợi Baron 2 mạnh hơn Baron 1 rất nhiều, và họ J Team họ có được bùa lợi Baron trên cả 4 thành viên của họ. Đặc biệt là Pan vẫn có bùa lợi Baron, một sát thương tay dài trong đội hình của J Team. Rất nhiều tình huống thi đấu vừa mới được trải qua ở hang rồng thì bên phía của EDG làm tốt cái tình huống ràng buộc 3 người, sau đó là một cú thiên thạch
thả ngược trở lại nó khá chính xác để khiến cho EDG có thể quay trở ngược lại giao tranh đó. Nhưng sau đó là một tình huống cướp rất hay đến từ Dom 28 cùng với 0711. Dom 28 chơi rất hy sinh, ta sẵn sàng đưa thân mình ra là một con mắt di động để cho 0711 có tầm nhìn, và anh ta tham minh được lượng máu của rồng và ta nhảy vào có một pha cướp cực kỳ tốt với cú trừng phạt kết hợp với những cú cào của anh ta. Còn đây sẽ là pha đẩy của J-Team, chúng ta chờ đợi coi họ đẩy hay đến mức nào. Lực lượng phòng thủ của DG tạm thời tại điểm hiện tại vẫn đang không có 5 đâu. Người. Nhưng nên nhớ bùa lợi Baron này là cực kỳ mạnh. Xindu của Hồ Trang cùng với Yu đang phải phòng thủ khu vực đường trên. Trong khi đó thì ba người khác của J-Team, 4 người đang đẩy ở khu vực đường giữa. Họ đang không nhắm đến đường dưới. Họ muốn tàn sát đối phương trước khi phá hủy nhà chính đối phía đối phương. Từng gió được chặn ra. Bây giờ thì dù không còn từng gió nữa, cú lốc của anh ta cũng đã trượt rồi. Fan sẽ thoải mái hơn để có thể chơi. Dom 28 bắt đầu lao vào, bị gắt bởi Sindu tả xung hữu độc vào người của Yeezy. Nhưng lượng máu gây ra không là quá nhiều và Sindu đang bị tấn công. Chưa mất giáp tinh thần. Bên phía bên kia một người của EDG chuẩn bị lên đánh. Và đội hình của J-Team bắt đầu tràn vào đánh nhà khi mà những đợt lính bắt đầu chạm vào cái nhà chính của EDG. Và chiến thắng dành cho J-Team ở trận thi đấu này. 2-1 cho J-Team. Một pha thi đấu cũng rất cố gắng đến từ bên phía của đội tuyển EDG rồi. Khuôn mặt, những khuôn mặt thất thần và những nụ cười nó không còn trên môi đến từ những anh chàng này nữa. Họ đã rất cố gắng nhưng đơn giản là vì chất tướng của họ không thể nào mà có thể thủ được. Đây là bùa lợi Baron thứ hai. Và những con lính này nó được cường hóa là rất mạnh, chiến thắng gọi tên các thành viên của J-Team. Mặc dù nó rất vất vả. Một pha thi đấu mà tưởng chừng như các thành viên của bên phía đội tuyển EDG họ đã lật được cái bàn đó sau một pha sử dụng ràng buộc. Và thiên thạch nó quá đẳng.